Nông dân xã Bình An, huyện Bắc Bình đang thu hoạch sen vụ xuân hè. Toàn xã hiện có 80 hộ trồng sen với diện tích canh tác 150 ha. Trong đó, mỗi năm một vụ sen, một vụ lúa chiếm khoảng 80%, còn lại chuyển đổi hẳn trồng sen trên chân ruộng lúa kém hiệu quả. Thông thường, một vụ sen kéo dài từ 6 đến 7 tháng, nông dân canh tác vào vụ xuân hè. Đây là mùa chính vụ nên sen sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất dao động từ 5 đến 7 tấn 1 hecta. Còn nếu chuyển sang vụ nghịch hè thu, mùa thì năng suất chỉ đạt khoảng 1 tấn 1 hecta, nhưng bù lại giá bán gương sen khá cao, 30 đến 40 ngàn đồng một ký, thậm chí khi hút hàng tăng lên 70 ngàn đồng một ký, gấp 3-4 lần chính vụ trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao thì trồng sen lấy hạt không chỉ tiết giảm chi phí đầu vào và nhân công lao động mà còn giúp nông hộ cải thiện kinh tế trên những chân ruộng trũng canh tác lúa không hiệu quả